các bạn ơi. Vợ mày đang xinh vẫn ngồi đây mà nhậu à? Mẹ lại nhầm linh tính nay con đang đi cầu mà. Làm gì mà nhanh vậy, thằng này phải ăn gậy. Dậy nhanh đi đón con, mẹ ơi đừng oánh con. Vợ à anh đấy mang quần áo với cà dày, kèm vài củ khoai tây cho vào canh xương hầm này. Vợ ăn cho nó no và cho con nó to. Nhìn em anh thấy lo này, ăn thêm trái nho. Anh ơi sao rồi, làm gì mà vợ em la? Em xin anh chị phải nhẹ nhàng giùm em nha. Vợ là em thấy đau, gần mà chẳng thấy nhau. Thôi anh sẽ đứng sau, cầu nguyện cho em bớt đau. 3 cân 2 lạng vừa chào đời một em dai. Vui cho anh chị, cổ đập vào mặt là con khoai. Con khoai này rất to, bên cạnh 2 trái nho. Về nhà làm cỗ to, vì mày cả nhà lắng lo. Hôm nay chủ nhật, về cơm nước giúp vợ thôi. Em bế con suốt cả tuần, đầu bê bết với mùi hôi. Bây giờ để anh chăm sóc, giúp em bế con một ngày. Lương của anh đây em cầm lấy, cứ tiêu hết anh lại cày. Hồi bố vẫn đang còn nhỏ, làm sao được bằng như con. Bà suốt ngày ở ngoài đồng, bố thì tự chạy lon ton. Đi bắt cá với cua ốc, rồi ngồi nướng bên đường mòn. Bị bọn danh con bên làng đánh, nên mang danh vô lì đòn. Thằng ngốn con, mày không nghe chuyện khi xưa, mày không khe cứ chúi mắt xong chơi game trên điện thoại. Lời bố nói sao còn cho ngoài tai. Dạ chào anh Tuấn, bố của em linh mặt thôn. À dạ chào cố hướng mẫu, ngồi im đi liệu hồn. Dòng hôm nay ghé tôm vì linh có đúng không? Dạ linh nghỉ mấy hôm, thấy cô đang ngóng trông. Yêu mình thương mình, thế mà bố lại quát mình. Không thèm gia đình, con tự thương bản thân mình. Tiền bố để đâu, cuộc đời lắm bể sâu. Suốt ngày nhìn mặt nhau nên thôi con chẳng thể ở lâu. Nhưng nếu con đi như thế này thì ai sai? Người ta sẽ nói con dại, bố sẽ đúng còn con sai. Vì thế nên con phải viết hết suy nghĩ vào trong thư, rằng con chỉ là đi chơi net mà bố lại nói là con hư. Chào cha mẹ con đã quyết, chuyến đi này là chứng tỏ rằng con giờ đây đã lớn chứ không còn là đứa nhỏ. Giờ này con đã ở xa, cha mẹ không cần buồn bã. Con quyết tâm phải lập cơ đồ để chứng minh lời thề đã. 2 lít mày nợ anh hôm mùng 2, bánh giò xin tinh 1 chai. Giờ thì cộng thêm 10k hết rồi tiền đâu lòi ra. Chờ vài hôm nữa em có tiền đưa nốt, chẳng còn đủ tiền em trả luôn. Thằng em của anh giờ không trả gì được, nhưng mà phải dạy cho mà khôn. Này cô ơi, con nhà tôi cả chừng này chẳng hiểu đi đâu nhưng mất tích luôn cả ngày. Vừa thi lên lớp 3 bỏ đi từ tối qua, sợ ai đó xấu xa dụ mang đi bán à. Mẹ thằng danh con mau gọi bố lên trả tiền. Nợ nần sóng suối anh đây sẽ không làm phiền. Dạ em xin các anh, tại sao cứ chối quanh? Mặt em sao tái xanh, tiền nong thanh toán nhanh. Na 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 na. Mày, nào chết tiền tao. Ai bỏ bạn đi. Nó làm gì sao anh con thôi? Nó thiếu tiền tôi. Bùi chiều con. Mày đang có bao nhiêu? 210.000. Mẹ mày. Em mẹ nó. Em quay xe.